Sau khi huấn luyện viên Trezeguet chia tay đội tuyển Việt Nam, chiếc ghế nóng của những chiến binh sao vàng đang trở nên đắt giá hơn bao giờ hết với rất nhiều những chiến lược gia tên tuổi đã gửi CV lên liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ, những tin tức nóng hổi sẽ có trong bản tin bóng đá mới nhất ngày 2 tháng 4. Sau đây là những thông tin chính. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn loại trò cưng của huấn luyện viên Trezeguet. Hai cầu thủ Việt Nam phải nộp phạt cho AFC. Huấn luyện viên Kiatisak cảm ơn cổ động viên Việt Nam. Cựu phó chủ tịch VFF cho rằng bóng đá Việt Nam đã đến lúc thay đổi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn loại trò cưng của huấn luyện viên Trezeguet. Mới đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong đó, người được coi là trò cưng của huấn luyện viên Trezeguet trên đội tuyển Việt Nam, cầu thủ Võ Minh Trọng đã không có tên. Hậu vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Bình Dương bị chấn thương vai trong trận đấu lượt về với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026. Khi trở về câu lạc bộ chủ quản, Minh Trọng đã không được ra sân, chỉ có tên trong danh sách dự bị ở trận đấu mới nhất. Ngoài hậu vệ sinh năm 2001, hai cầu thủ khác thường xuyên được huấn luyện viên Trezeguet gọi lên đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Tùng, Giáp Tuấn Dương cũng không có mặt. Một số cầu thủ đáng chú ý như Đinh Xuân Tiến của Sông Lam Nghệ An, Vũ Tiến Long của Hà Nội FC, Lê Văn Đô và Huỳnh Công Đến của PVF Công an Nhân dân đều không được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa vào danh sách U23 Việt Nam. Hai cầu thủ Việt Nam phải nộp phạt cho AFC. Trang chủ AFC đã chính thức thông báo án kỷ luật cho các trường hợp vi phạm tại Asian Cup 2023. Theo đó, tiền vệ Lê Phạm Thành Long và tiền vệ Khuất Văn Khang đều phải nộp phạt 2.000 đô, tương đương với khoảng 50 triệu đồng, vì nhận thẻ đỏ tại đấu trường châu lục. Lê Phạm Thành Long vào sân từ ghế dự bị và bị truất quyền thi đấu sau khi nhận hai thẻ vàng ở trận đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-1. Khuất Văn Khang đá chính và cũng nhận hai thẻ vàng trong trận đội tuyển Việt Nam thua Iraq 2-3. Theo thông báo của AFC, Khuất Văn Khang và Lê Phạm Thành Long có nghĩa vụ phải nộp tiền phạt trong vòng 30 ngày. AFC cũng cảnh báo rằng hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có nguy cơ phải chịu án phạt nặng nề hơn nếu tái diễn vi phạm. Bên cạnh án phạt tiền, bộ đôi này còn bị treo giò một trận nhưng đã thực hiện xong. Lê Phạm Thành Long đã vắng mặt trong trận đấu gặp đội tuyển Iraq ở vòng bảng Asian Cup 2023 hôm 24 tháng 1. Khuất Văn Khang bỏ lỡ trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 hôm 21 tháng 3. Huấn luyện viên Kiatisak cảm ơn cổ động viên Việt Nam. Huấn luyện viên Kiatisak là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều về khả năng thay thế huấn luyện viên Trezeguet dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia Thái Lan đã nói lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì đã dành sự tin tưởng. Chiến lược gia Thái Lan đã nói lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì đã dành sự tin tưởng. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân vẫn đang tập trung tối đa cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn ủng hộ tôi. Bản thân tôi rất hạnh phúc khi được làm việc tại Việt Nam. Bóng đá luôn có thể xảy ra mọi điều. Hiện tại, tôi muốn tập trung tối đa cho công việc tại Công an Hà Nội. Theo tôi, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cần phải hiểu rõ bóng đá Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ đưa đội tuyển từng bước tiến đến sân chơi châu lục. Từng bước tiến đến sân chơi châu lục, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ. Cựu phó chủ tịch VFF cho rằng bóng đá Việt Nam đã đến lúc thay đổi. Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên báo Dân Trí, cựu phó chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm đã cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần cân nhắc kỹ và không nên vội vàng trong việc bổ nhiệm một vị thuyền trưởng mới cho các chiến binh sao vàng. Nếu chúng ta chọn sai lần nữa, thiệt hại không chỉ về kinh tế mà còn khiến cho niềm tin của toàn bộ nền bóng đá bị ảnh hưởng. Ông Dương Vũ Lâm nói, phương án sử dụng huấn luyện viên tạm quyền cũng không phải là một phương án tồi. Cứ xem xét kỹ cả về cách làm việc cho đến thành tích trong ngắn hạn trước khi quyết định. Trong việc lựa chọn huấn luyện viên mới, càng gấp thì càng dễ sai. Cũng theo cựu phó chủ tịch VFF thì đây là thời điểm chúng ta có thể chọn ra những huấn luyện viên chuyên trách cho đội tuyển Việt Nam và U23. Trước đây, các huấn luyện viên làm việc tại Việt Nam phải kiêm nhiệm hai đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Tôi cho rằng đã đến lúc phải thay đổi. Bóng đá ngày nay không còn giống như ngày trước nữa. Giờ là lúc chúng ta tách biệt hai đội tuyển này, ông Dương Vũ Lâm cho biết. Đầu tiên, việc các huấn luyện viên chuyên biệt ở từng đội tuyển sẽ tránh cho huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia phải chạy tới chạy lui lo thêm cho cả đội tuyển U23. Thứ hai, việc có huấn luyện viên ở đội tuyển U23 cũng chính là phương pháp dự phòng cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Nếu các huấn luyện viên ở đội tuyển quốc gia không đáp ứng được yêu cầu công việc, không hoàn thành chỉ tiêu, sẽ có ngay người ở đội U23 được đôn lên để thay thế tạm thời. Đỡ phải mất thời gian tìm kiếm, đỡ phải làm quen với công việc ở các đội tuyển ngay từ đầu. Đây là phương án mà Hàn Quốc vừa thực hiện sau khi sa thải huấn luyện viên Klinsmann.
Theo tôi, vị trí huấn luyện viên đội U23 cũng như các đội tuyển trẻ nói chung nên giao cho huấn luyện viên nội, còn vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia giao cho huấn luyện viên ngoại. Thuê hai huấn luyện viên cùng lúc như thế cũng không hề tốn kém vì lương của các huấn luyện viên nội không cao. Cựu phó chủ tịch VFF phân tích. Cựu trợ lý thầy Park cho rằng không gì có thể đánh bại được tinh thần Việt Nam. Theo cựu trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, Bae Ji-won, thì việc tham dự World Cup có ý nghĩa với tất cả các nền bóng đá, đặc biệt là Việt Nam. Điều này có ý nghĩa gì tới tương lai của bóng đá Việt Nam? Báo Dân Trí dẫn lời ông Bae Ji-won, chỉ cần giành tấm vé dự World Cup, các đội tuyển quốc gia đó sẽ nhận được làn sóng thay đổi rất lớn về bóng đá cũng như các lợi ích vật chất. Đó là cơ hội để phát triển hạ tầng và xây dựng nguồn lực bóng đá tốt hơn nhằm hướng tới các giải đấu lớn trong tương lai. Để thực hiện mục tiêu trên, cựu trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng cần phải thực hiện nhiều sự thay đổi. Có thể nói, đội tuyển quốc gia là tổng hòa của cơ sở hạ tầng của bóng đá trong nước. Nó bao gồm những cầu thủ giỏi và huấn luyện viên giỏi nhất. Các cầu thủ cần phải thể hiện khả năng của mình trong trận đấu theo chiến thuật của huấn luyện viên trưởng. Báo Hàn chạnh lòng khi thấy đội tuyển Việt Nam. Tờ Sport Daily Hàn Quốc đã tỏ ra chạnh lòng khi chứng kiến cách VFF chia tay huấn luyện viên Philippe Troussier. Tờ báo cho rằng, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã mất quá nhiều tiền để bồi thường cho huấn luyện viên Klinsmann trong bối cảnh tài chính cũng không mấy dư giả. Cuộc chia tay giữa VFF và huấn luyện viên Troussier khác hoàn toàn quá trình xảy ra giữa KFA và huấn luyện viên Klinsmann, tờ báo Hàn Quốc bình luận. Tờ báo Hàn Quốc còn nhấn mạnh, VFF thuyết phục huấn luyện viên Troussier chấm dứt hợp đồng sớm. Họ đã khiến chiến lược gia người Pháp hiểu rằng đội tuyển Việt Nam cần phải thay đổi. Màn chia tay đầy thiện chí này khác hoàn toàn so với việc KFA chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Klinsmann. Xác định 3 trận cầu hấp dẫn của VAR ở vòng 15 V-League 2023-2024. Theo kế hoạch, vòng 15 V-League sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4. 5 cặp đấu đồng loạt so tài trong ngày mùng 4 tháng 4, trong khi 2 cặp đấu còn lại sẽ thi đấu vào ngày mùng 5 tháng trong khi 2 cặp đấu còn lại sẽ thi đấu vào ngày mùng 5 tháng 4. Đáng chú ý, theo thông tin mới nhất, ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đề xuất sử dụng VAR ở 3 trận đấu tại vòng đấu này. Đầu tiên là trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An diễn ra vào lúc 19:15 ngày 4 tháng 4 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trọng tài chính cầm còi màn so tài này là ông Mai Xuân Hùng. Trận đấu thứ hai do ông Hoàng Thanh Bình điều khiển được đề xuất áp dụng và là cặp đấu giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp đón câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định vào lúc 18:00 ngày 5 tháng 4 trên sân nhà Thiên Trường. Cuối cùng là cặp đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa diễn ra vào lúc 19:15 ngày 5 tháng 4 trên sân Lạch Tray, cũng có sự góp mặt của VAR. Được biết, trọng tài Nguyễn Trung Kiên được giao nhiệm vụ bắt chính. Đây đều là những cặp đấu ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch cũng như biến động thứ hạng trong top đầu bảng xếp hạng. Với sự góp mặt của VAR, các trận đấu này hứa hẹn sẽ rất đáng chờ đợi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của Nextsport. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên lịch phát sóng cố định vào lúc 5:45 sáng hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Hãy đăng ký theo dõi Nextsport để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất.